quan đến đường tiêu hóa rất là nhiều. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta làm chủ, làm thế nào để chúng ta có những cái kiến thức để chúng ta không mắc những căn bệnh về đường tiêu hóa nữa, đặc biệt là hôm nay là có cái chủ đề liên quan đến bệnh lý trào ngược dạ dày, mà cô anh chị có thể thấy là cái tỷ lệ mắc căn bệnh trào ngược dạ dày bây giờ gặp rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta hiểu thêm những cái tức, làm thế nào để chúng ta có những cái kiến thức để chúng ta phòng cũng như là chúng ta hạn chế được được cái tình trạng là tiến triển nặng cái căn bệnh này. Rồi trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì bạn xin phép được giới thiệu cũng như là làm quen với tất cả cô bác anh chị có mặt trong khán phòng Zoom sáng ngày hôm nay. Bạn xin phép là bạn được share cái slide của mình. Bạn xin giới thiệu với tất cả cô bác anh chị thì là tên đầy đủ của bạn là Nguyễn Công Bàng. Hiện nay thì bạn đang làm việc cũng như là công tác tại Hà Nội. Thì trước đây thì bạn đã có cái cơ duyên được học tập và cũng như là làm việc tại Liên bang Nga trong khoảng thời gian 9 năm. Trong khoảng thời gian 9 năm, thời gian thì cũng 9 năm thì cũng không phải là ngắn, là cũng không phải là dài. Thì 9 năm qua thì vừa bạn trải qua quá trình học đại học cũng như là nghiên cứu sinh tại tại một đất nước cũng khá là xa. Đấy. Thì trên hình ảnh đó là cái ngày mà bạn bảo vệ cái luận án tiến sĩ của mình. Đấy, bảo vệ luận án tiến sĩ của mình thì rất là may mắn hôm đấy là chính người bạn đời của mình là cũng bảo vệ cùng một hội đồng, hai vợ chồng bảo vệ cùng một hội đồng, và thật sự là rất là tuyệt vời được hai vợ chồng được đồng hành cùng nhau qua quãng đời sinh viên cũng như là qua quá trình nghiên cứu sinh. Và sau đó thì bạn về Việt Nam công tác năm 2018, thì trên hình ảnh đó là một cái lớp học bạn vô tình là được các em sinh viên chụp lại, tức là qua quá trình mình là cái buổi buổi thực hành đấy, qua buổi thực hành. Thì hiện nay thì bạn đang đang công tác cũng như là giảng dạy cũng như là nghiên cứu tại một cái cơ sở y tế thuộc lĩnh vực nhà nước. Đấy thì rất là hạnh phúc là khi ngày hôm nay thì trên cương vị là không phải là một 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 giảng viên, hoặc là không không phải là một cán bộ y tế, mà đơn giản là ngày hôm nay bạn trên cương vị là một huấn luyện viên dinh dưỡng, chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn khi bạn chăm sóc cũng như là khi bạn được vào cái môi trường tuyệt vời này của chúng ta. Và hai hình ảnh dưới nào đó là cái hành trình mà bạn đi lan tỏa giá trị tuyệt vời này, lan tỏa cái giá trị về sức khỏe, làm thế nào để giúp tất cả cô anh chị chúng ta có thêm kiến thức để chúng ta làm chủ cũng như là chúng ta biết cách phòng phòng tránh những căn bệnh hàng ngày của mình. Và thực sự là vô cùng biết ơn đến hai người thầy, hai chủ tịch kính yêu của chúng ta, đó là người thầy Nguyễn Ba Chất và Nguyễn Thị Thu Hằng, đã cho bạn được cái cơ hội được cống hiến cũng như là được chia sẻ cho tất cả cô anh chị chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và sau đây thì bạn đến sẽ vào luôn cái chủ đề của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cô anh chị còn thấy là tại sao bây giờ cái tỷ lệ những người mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản lại nhiều như vậy? Đặc biệt là ở những cô bác anh chị ở những độ tuổi cao tuổi hoặc trên 60 tuổi, hầu hết là tất cả cô bác anh chúng ta gặp căn bệnh là trào ngược dạ dày thực quản. Hay thứ hai ở tỷ lệ những phụ nữ cũng mắc căn bệnh này nhiều hơn bình thường so với nam giới. Vậy thì làm thế nào để qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hiểu được nguyên nhân cũng như là có chúng ta làm thế này, chúng ta nhận biết được là khi chúng ta mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là khi mà cô anh chị chúng ta gặp vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản, thì chúng ta cũng biết cách làm thế nào để chúng ta thay đổi được cái thói quen lối sống của mình, làm thế nào để chúng ta chủ động chúng ta phòng tránh được cái căn bệnh này. Hy vọng là qua cái bài chia sẻ của bà thì là các cô anh chị chúng ta có những cái thông tin hữu ích cho chính bản thân mình. Thì cô anh chị chúng ta có thể điểm qua là cái tỷ lệ ngắt mắc cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay thì là có nhiều hay ít chẳng hạn. Thì bây giờ là trên hình ảnh của bà ấy thì có một cái biểu đồ là phân bố là cái tỷ lệ mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản tại Việt Nam và cũng như trên thế giới. Thì những cái vùng mà vùng đỏ và vùng vàng đấy là cái tỷ lệ mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản rất là nhiều, mà hầu hết là tất cả cái xu thế bây giờ là tập trung rất là nhiều ở các nước phương Tây hoặc các nước châu Á. Còn Việt Nam mình là thì bây giờ là cũng chưa có số liệu cụ thể, nhưng mà đang có cái xu hướng tăng lên rất là nhiều, đang có xu hướng tăng lên lên rất là nhiều trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là bởi vì là do cái thói quen lối sống hàng ngày của chúng ta, do cái thói quen lối sống
lên những cái tỷ lệ những cái mắc căn bệnh đường tiêu hóa nói chung rất là nhiều, cũng như là căn bệnh về trào ngược dạ dày nói riêng. Đấy. Thì theo thống kê tại Việt Nam chúng ta thì có khoảng hơn 7 triệu người dân mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Mà hầu hết là chúng ta không để ý đến đến cái căn bệnh này khi mà bắt đầu có những cái biến chứng, hoặc là khi có những tình trạng là tiến triển bệnh nặng hơn thì chúng ta mới đi khám bệnh, hoặc là khi chúng ta đi điều trị thì lúc đó thì vô tình hình dung là người bệnh đã có những cái biến chứng cũng khá là nhiều rồi. Thì trên 60% người bệnh thì có những biến chứng liên quan đến vùng họng. Đấy, hoặc là trên 45% là chúng ta có những biến chứng liên quan đến viêm thực quản, hoặc là đặc biệt là khi mà có những vấn đề như vậy thì 90% những cái trường hợp mà biến chứng nặng lên thì phát hiện là khi chúng ta ung thư thực quản ở những giai đoạn cuối. Đấy. Nên ra để chúng ta tránh được và làm sao thì chúng ta hiểu được căn bệnh này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái khái niệm của cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản là cái gì. Đấy. Vậy thì theo cái định nghĩa thì căn bệnh là trào ngược dạ dày thực quản, đó là một cái tình trạng mà khi mà có dịch hoặc thức ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quản gây cho tất cả cô anh chúng ta có những cái triệu chứng khó chịu, hoặc là chúng ta có những cái biến chứng nặng nề hơn. Thì trên hình ảnh là cô anh chị có thể nhìn thấy là một cái hình ảnh dạ dày chúng ta có một cái người khỏe mạnh và một người trào ngược dạ dày. Đấy, một người trào ngược dạ dày. Thế thì bình thường là tất cả cô anh chúng ta đều 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 thông thường ấy, là ai trong chúng ta cũng đều có cái hiện tượng trào ngược dạ dày sinh lý. Đấy là tức là khi mà chúng ta ăn no, khi mà chúng ta có những cái thói quen không tốt cho dạ dày mà dẫn đến cái tình trạng trào ngược thì chúng ta cũng có một cái hiện tượng trào ngược dạ dày sinh lý. Mà khi mà chúng ta khi mà cái cơ thắt dạ dày thực quản hoặc là cái cơ vòng của thực quản mà nó thắt chặt lại thì chúng ta không nó sẽ đẩy thức ăn xuống và không gây ra tình trạng trào ngược. Mà khi mà chúng ta có những cái thói quen không tốt để cho cái dịch bị trào lên thì hoặc là cái cơ thắt vòng thực quản chúng ta nó không hoạt động tốt mà nó bị giãn ra thì lúc này chúng ta có hiện tượng là trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược cái dịch vị cũng như trào ngược thức ăn lên thực quản. Đấy, quay chị hình dung như vậy nhé. Hoặc là chúng ta có thể tưởng tượng rất là đơn giản thôi, cái dạ dày chúng ta như một cái túi đấy, như một cái túi. Vậy thì chúng ta hình dung là tức là hình dung là trong cái trường hợp nào mà cái dịch vị hoặc là những cái dung dịch ở trong cái túi đó nó có thể trào ngược lên trên, nó có thể trào ngược lên trên đấy. Khi mà chúng ta ăn nhé, khi mà chúng ta ăn hoặc là khi cái túi của chúng ta đựng rất là nhiều mà cái cơ thắt cái túi nó hoạt động tốt lên thì cái những cái dịch vị hoặc là những cái dịch chứa ở cái phần túi này nó không thể trào ngược được. Nhưng mà khi mà cái cơ thắt ở cái túi đó hoặc là cái túi nó bị giãn ra thì chúng ta mà khi chúng ta ăn no thì rất dễ bị trào ngược lên. Đấy, rất dễ trào ngược lên. Hoặc thứ hai nữa là gì? Khi thông thường là có một cái quy luật là nước chảy chỗ trũng. Khi mà chúng ta ăn xong ấy mà chúng ta lại nằm luôn, ăn xong chúng ta nằm luôn mà chúng ta lại không ngồi mà chúng ta ăn xong nằm luôn thì cũng có cái nguy cơ tình trạng là trào ngược dạ dày xảy ra. Hoặc là khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn nào mà khó tiêu hoặc là chậm tiêu thì nó cũng gây ra tình trạng là sinh hơi hoặc lên men, là cũng gây ra tình trạng là tiến triển là cái căn bệnh này chúng ta sẽ nhận thấy là rất là dễ, rất là dễ. Và vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái nguyên nhân làm thế nào, có những nguyên nhân gì tại sao chúng ta tại tại sao cô anh chị ta lại gặp phải những vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản. Thì trên hình ảnh là có một hình ảnh này thì nó đã phản ánh là nó đã trình bày lại hầu hết tất cả những nguyên nhân tại sao chúng ta gặp phải những cái vấn đề này. Đấy, thì đầu tiên nguyên nhân đầu tiên là chúng ta có thể kể kể đến là gì, là do cái nguyên nhân tại thực quản, do nguyên nhân tại thực quản là do chúng ta có những cái tình trạng mà bị suy cơ thắt dưới thực quản, là do bẩm sinh hoặc là do những độ tuổi, khi chúng ta cao tuổi thì cái tình trạng suy cái cơ thắt này nó diễn ra nhiều hơn, nó tỷ lệ nhiều hơn. Cái hai là do chúng ta rối loạn cái nhu động thực quản, hoặc là khi chúng ta có những cái thói quen không tốt, khi chúng ta có những cái thói quen mà chúng ta hút thuốc, uống cà phê, hoặc là do chúng ta ăn quá nhiều các loại thức ăn nhiều dầu mỡ thì nó cũng làm cho cái tình trạng suy cơ thắt thực quản nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Cái thứ hai là gì, là do chúng ta bị thoát vị cơ hoành. Thoát vị cơ hoành thì cô anh chị có thể hình dung là cái cơ hoành là một cơ dẹt này, cái cơ dẹt mà nó phân vòm, mà nó phân chia giữa cái khoang ngực và khoang bụng. Đấy. Mà khi mà cái cơ hoành này làm tăng, tức là khi mà co cái cơ hoành này thì làm tăng cường cái sức mạnh
cho cái cơ dưới thực quản ngăn cái việc mà trào ngược dạ dày thực quản lên trên. Mà khi chúng ta bị thoát vị này thì chúng ta cũng dễ bị trào ngược dạ dày thực quản nó rất là nhiều. Đấy. Và cái nguyên nhân thứ hai mà xảy ra tại chính là cái dạ dày của chúng ta, tại chính dạ dày của chúng ta, thì cô anh chị có thể hình dung là nhìn nhìn cái hình ảnh dạ dày này có những nguyên nhân là gì, là có thể nguyên nhân là chúng ta bị gây ra tình trạng ứ đọng thức ăn tại dạ dày, là khi chúng ta ăn quá no, khi chúng ta ăn quá no hoặc là khi chúng ta bị có những cái vấn đề nào liên quan đến dạ dày mà chúng ta gây ra tình trạng viêm hoặc là gây ra tình trạng là hẹp môn vị, thì làm cho cái thức ăn ở dạ dày chúng ta chậm tiêu, và thứ hai là sẽ làm tăng cái áp lực mà ở cái dạ dày, thì nó cũng làm cho cái tình trạng là tiến triển cái căn bệnh này dễ hơn. Đấy. Và thứ ba là gì, là tăng áp lực ổ bụng. Tăng áp lực ổ bụng là gì, đơn giản là rất rất là dễ hiểu thôi, là khi mà chúng ta có thể khi mà chúng ta ho hoặc là khi chúng ta hắt hơi hoặc chúng ta gắng sức gì đấy, thì nó cũng làm tăng cái áp lực ở tại cái dạ dày của chúng ta. Và nguyên nhân thứ ba mà hầu hết bây giờ là chúng ta có thể kể đến là gì, là do cái thói quen ăn uống, do cái lối sống không lành mạnh, do thói quen ăn uống, do lối sống không lành mạnh của tất cả các anh chị, là do chúng ta ăn quá no hoặc là khi chúng ta ăn tối muộn, hoặc là khi chúng ta ăn những đồ ăn nhanh, ăn những đồ chiên rán, ăn những đồ nhiều dầu mỡ, thì cũng làm cho chúng ta dễ gặp phải và dễ gặp những vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày. Đấy. Và đặc biệt là có một cái trường hợp nữa là cô anh chị có thể hình dung là hầu hết là những người mà thừa cân béo phì, hoặc là những cô anh chị nào mà có cái vòng bụng to ấy, vòng bụng to ra, thì cái tỷ lệ mắc cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản nó sẽ nhiều hơn so với bình thường, nhiều hơn so với bình thường. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là tại sao, có một cái rất là ngắn gọn, tại sao là những người mà thừa cân béo phì lại có nguy cơ mà xảy ra cái tình trạng là trào ngược dạ dày dễ hơn. Đấy. Và ngoài ra thì có những nguyên nhân khác như là chúng ta lạm dụng thuốc, hoặc là do cái tình trạng là stress căng thẳng thần kinh, hoặc là ở đối với những trường hợp là phụ nữ mang thai, hoặc là những người cao tuổi cũng là dễ dễ mắc hơn những cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Vâng. Đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn là tại sao những người thừa cân béo phì lại có cái nguy cơ mắc căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản nhiều hơn so với bình thường. Đấy. Thì quan trị hình dung là trong môi trường này chúng ta có thể gặp rất nhiều, là chúng ta đã tìm hiểu rất là nhiều cái căn bệnh liên quan đến chuyển hóa, mà do cái tình trạng là dư thừa cân nặng, do cái tình trạng là thừa cân béo phì hiện nay. Đấy. Thì quan trị hình dung là trên hình ảnh là cái tỷ lệ thừa cân béo phì ở Việt Nam hiện nay thì là từ 25 đến đến 64 tuổi đấy. Ở tại Việt Nam những độ tuổi trưởng thành thì bây giờ là càng ngày là có xu hướng tăng lên, càng ngày thì đều có xu hướng là gặp rất là nhiều. Đặc biệt có hình dung là bây giờ cái tỷ lệ mà trẻ hóa, tỷ lệ những cái trẻ em mà mắc căn bệnh thừa cân béo phì là tăng gấp đôi, xu thế là tăng gấp đôi so với 10 năm qua. Nên tại sao là bây giờ là lại rất là nhiều người mắc căn bệnh mà lại có gặp những vấn đề chuyển hóa, hoặc là gặp những cái vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày rất là nhiều, là do là cái chúng ta là thừa cân béo phì, do chúng ta thừa cân béo phì. Vậy thì nguyên nhân nào của cái tình trạng mà thừa cân béo phì gây ra tình trạng là trào ngược? Đấy. Thì đầu tiên là khi mà đối với những cô bác anh chị nào chúng ta bị dư thừa cân nặng, thì đối với lượng dư thừa cân nặng này thì cô bác anh chị hình dung là khi mà chúng ta dư thừa một lượng cân nặng thì cái vòng bụng chúng ta thì cái lượng mỡ nội tạng rất nhiều, vòng bụng rất là to, sẽ làm chèn ép lên cái dạ dày chúng ta, thì nó cũng làm tăng cái nguy cơ trào ngược dạ dày. Và thứ hai là khi mà những người thừa cân béo phì thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ rối loạn cái nhu động thực quản, rối loạn cái nhu động thực quản. Hai là nó sẽ làm giảm cái áp lực cơ thắt ở cái thực quản dưới, là giảm cái áp lực lên, thì cũng là một cái nguyên nhân. Và thứ ba là gì, nó sẽ làm tăng cái tần suất giãn cơ thắt ở dưới thực quản. Hầu hết là những người thừa cân béo phì nó sẽ làm tăng cái tần suất giãn cơ thắt thực quản và tăng cái tỷ lệ thoát vị cái tội cơ co hành, để rất dễ là gây ra tình trạng là trào ngược dễ hơn. Và đặc biệt là sẽ làm tăng cái áp lực trong ổ bụng và gây ra tình trạng rối loạn cái dạ dày. Tức là cô anh chị hình dung là cái dạ dày chúng ta như như cái bà nói là một cái túi, mà cô ấy anh chị nào mà thừa cân béo phì đang vòng bụng to ra thì là mỡ nội tạng rất là nhiều. Đấy, thì bắt đầu nó chèn ép vào, chèn ép dạ dày, là chèn ép dạ dày thì bắt đầu là khi chúng ta ăn thức ăn nó chèn ép như vậy thì nó một phần nó sẽ làm tăng cái nguy cơ trào ngược dạ dày đến rất là nhiều. Đấy. Và có một nguyên nhân cuối cùng nữa gì, nó làm cái tăng mô mỡ,
tăng mô mỡ của những người, cái tỷ lệ mô mỡ của những người người thừa cân béo phì rất là nhiều, và nó sẽ làm gây ra tình trạng là rối loạn những cái hormone và gây ra nguy cơ biến chứng của những cái căn bệnh tràng ngược dạ dày sẽ tiến triển nặng hơn, đặc biệt là gây ra tình trạng là ba rết thực quản. Và cái trường hợp thứ hai nữa là có thể là bạn kể đến, đó là cái tỷ lệ và cái tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản ở phụ nữ mang thai, phụ nữ có thai bây giờ ấy. Thì tại sao những người phụ nữ mang thai là có những cái lại rất dễ gặp phải những cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản, mà hầu hết là khi những giai đoạn cuối xuất hiện, thường là gặp ở hai cái chu kỳ cuối đấy, hoặc là đặc biệt là có thể tình trạng là các mẹ nào mà chúng ta có thể có những triệu chứng rõ ràng hơn là ở giai đoạn 3 tháng cuối, mà hầu hết là chúng ta hiểu lầm là lúc đó là chúng ta nghĩ là chúng ta bị nghén, nhưng mà thực chất đó là chúng ta đang gặp phải tình trạng là trào ngược dạ dày thực quản. Bởi vì là gì, khi mà chúng ta mà ở những cái tháng cuối cùng thai nhi là thai nhi này lớn lên và nó to lên thì nó gây ra tình trạng là gây chèn ép và làm tăng áp lực dạ dày và đẩy cái axit dạ dày trào ngược lên đấy. Thì hầu hết là khoảng là 17 đến 45% là những phụ nữ mang thai là có biểu hiện là nóng rát xương ức ở trong những cái thai kỳ đấy. Và nguyên nhân thứ hai là gì, là do cái rối loạn hormone trong cơ thể ở phụ nữ mang thai, là rối loạn cái tiết tố là progesterone được sinh ra rất là nhiều, khiến cho cái van dạ dày bị giãn ra rộng hơn, thì làm cho cái dịch vị dạ dày cũng tiết đến rất nhiều. Thứ hai là do cái hormone sinh dục sẽ tăng lên, làm cho cái quá trình co bóp cũng như là tiêu hóa thức ăn nó sẽ không tốt so với những người bình thường, thì gây ra tình trạng ứ trệ và tăng cái axit sinh ra nhiều hơn, và cũng gây ra tình trạng là trào ngược dạ dày thực quản. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là có những cái biến chứng gì mà có thể gây nên từ cái trào ngược dạ dày thực quản. Đấy. Thì trên hình ảnh là chúng ta có một hình ảnh là các cái cấp độ của trào ngược dạ dày thực quản đấy. Thì có anh chị hình dung là có khoảng 4 cấp độ trào ngược dạ dày thực quản. Đấy. Thì cái cấp độ đầu tiên là cấp độ A đấy, là khi mà chúng ta gặp gặp phải những cái giai đoạn khởi phát mà có xuất hiện những cái vết vết viêm trời nhẹ, viêm trời nhẹ. Và thứ hai là khi mà chúng ta có cái sự ăn mòn của cái dịch vị dạ dày qua một cái thời gian rất là dài, nó gây ra những cái tổn thương rất là nhẹ ở trên cái thực quản của chúng ta. Thì cấp độ A này gọi là cấp cấp độ rất là phổ biến, mà hầu hết là các cô mai chúng ta rất dễ mắc phải ở trong giai đoạn ban đầu. Thì ở những cái giai đoạn đầu này thì chúng ta có thể là nhiều cô mai chị là chúng ta có những cái biểu hiện như là hơi hoặc ở chua hoặc là nóng rát ở cái vùng ngực, hoặc thậm chí là chúng ta nan ra ở cái vùng vùng sau lưng, hoặc là nghẹn nghẹn ở sau cái vùng ức chúng ta. Và từ những cái ở giai đoạn cấp độ này thì rất dễ là gây ra tình trạng là viêm cái đường hô hấp, mà chúng ta nhiều khi là chúng ta lầm tưởng ra là chúng ta do viêm đường hô hấp là do những nguyên nhân khác mà chúng ta không để ý đến cái căn bệnh là trào ngược dạ dày thực quản. Và cấp độ thứ hai nữa là gì, là cấp độ B, là lúc này là cái viêm vết viêm chợt lan rộng khoảng 5 mm, là lúc này là cái niêm mạc thực quản là chúng ta đã xuất hiện rất là nhiều những cái vết vết nhiễm hoặc là vết chợt niêm mạc mà có cái chiều dài khoảng 5 5 mm đấy. Thì lúc này là cái phân bố thì nó tập trung rải rác ở bề mặt cái niêm mạc thực quản, dạ dày thực quản. Đấy. Thì ở cái trường hợp này là nếu mà chúng ta tiến triển nặng lên ấy, và ở cái cấp độ này thì cô anh chị có thể là lúc này cái niêm mạc ống thực quản chúng ta nó có xuất hiện được các cái u cục, gây ra tình trạng là hẹp môn vị, và bệnh nhân lúc này thì cô anh chị nó có thể là cảm thấy là chúng ta có thể cảm thấy là tình trạng là khó nuốt, hoặc là thứ hai là khi mà chúng ta ăn những đồ ăn đấy mà chúng ta cảm thấy mà cảm rất là cứ nghẹn nghẹn ăn xong, mà chúng ta cảm thấy nghẹn nghẹn hoặc vướng mà sau khi ăn xong, thì lúc này là chúng ta cũng đã có những tình trạng là tiến triển nặng nề hơn so với căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản đấy. Và cái cấp độ thứ ba là cái giai đoạn cấp độ C đấy, là lúc này là chúng ta đã có tình trạng là biến chứng, là gây ra tình trạng là ba rết thực quản. Thì đây coi như là một cái biến chứng là ám ảnh nhất của cái căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Thì lúc này là cô anh chị có thể hình dung là những cái màu sắc hoặc những tế bào nốt ở cái vùng vùng thấp thực quản đấy sẽ bị thay đổi do tiếp xúc với cái axit dịch vị, tức là cái tế bào nhiều khi là những tế bào ở phần thực quản ấy, là có những cái có những cái
có những cái niêm mạc ở vùng thực quản mà khi bị trào ngược này thì nó có dấu, nó giống giống ở cái phần dạ dày đấy, là gây ra tình trạng là ba đét thực quản đấy. Thì lúc này là bệnh nhân cảm thấy như là buồn nôn hoặc là nôn qua, là có những cái triệu chứng nặng nề hơn. Và hầu hết là tình trạng này gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là những người người cao tuổi mà không mà chúng ta không điều trị, mà chúng ta không không chủ động phòng những cái căn bệnh này, nên chúng ta để tình trạng là tiến triển nặng lên thì chúng ta sẽ gây ra tình trạng là bát huyết thực quản. Và cấp độ D nữa gì, mà khi cái tổn thương mà trên 75% chu vi của cái thực quản ấy, thì lúc này là cấp độ nguy hiểm nhất. Mà khi mà cái bát huyết thực quản nó chuyển sang cái tình trạng bát huyết thực quản loạn chuyển sản sang cái tình trạng là có thể là gây ra vết sẹo, hoặc thứ hai là viêm loét với quy mô rộng rộng hơn. Đấy, thì lúc này là trường hợp này những cô anh chị cảm thấy là những cái triệu chứng hầu hết là gặp tất cả những triệu chứng, và cấp độ này khó hơn và nhiều hơn rất nhiều. Lúc này chúng ta cảm thấy là rất là khó ăn, cơ thể suy nhược. Đấy. Và ngoài ra thì có những cái biến chứng liên quan đến ung thư thực quản nữa, thì là ở những trường hợp là nặng lên rất là nhiều. Đấy. Vậy thì là khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt, mà chúng ta có thể nhận biết được là chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản, thì có những triệu chứng gì, thì triệu chứng gì thì các anh chị ta có thể là chú ý là chúng ta để chúng ta phân biệt được và chúng ta nhận biết được là tình trạng chúng ta đang ở giai đoạn nào. Đấy. Thì có những cái biến chứng là tại thực quản và là có những triệu chứng tại thực quản, và thứ hai là triệu chứng ngoài thực quản. Thì cái triệu chứng điển hình nhất của những người mà trào ngược dạ dày thực quản đấy, thì là chúng ta cảm thấy nóng rát ở vùng vùng thượng vị, vỗng nát vùng thượng vị, hoặc là lan dần lên sữa ức. Thì hầu hết là cái triệu chứng này là phổ biến nhất đối với những cái bệnh nhân mà gặp phải tình trạng là trào ngược dạ dày thực quản. Hầu hết là tất cả những ai mà gặp vấn đề trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta có cái tình trạng là nóng rát ở vùng thượng vị, và thứ hai là chúng ta cảm thấy tức là cái nóng rát ở vùng vùng thượng vị nó lan dần lên. Hoặc là khi mà chúng ta cái triệu chứng này mà khi mà chúng ta tăng dần lên, hoặc là chúng ta cảm thấy nhiều lên, mà khi chúng ta ăn những cái đồ mà cay nóng, hoặc là chúng ta ăn xong mà chúng ta nằm ngửa, hoặc là ăn xong chúng ta nằm, thì cái triệu chứng này nó sẽ điển hình dần rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là gì, cái triệu chứng thứ hai là có thể quay chị gặp phải những tình trạng là chớ chớ là triệu chứng, là một cái điều cái chứng rất là điển hình của cái căn bệnh này. Thì các cái thông thường là chúng ta là khi gặp phải những triệu chứng chớ là chúng ta cảm thấy là chúng ta bị chớ thức ăn lên, hoặc là chớ cái dịch vị lên. Đấy. Mà nhiều khi là chúng ta nhầm lẫn này với một cái tình trạng đó là nôn, hoặc là nhầm lẫn với những cái trường hợp khác, thì một số những bệnh lý mà chúng ta có thể để nhầm lẫn với căn bệnh này. Đấy. Và những triệu chứng là không điển hình, những triệu chứng không điển hình mà chúng ta có thể gặp phải. Đấy. Thì có những triệu chứng là báo động như là, mà là khi chúng ta gặp phải những tình trạng là nuốt khó này, nuốt nghẹn, hoặc cảm giác là đau đau khi nuốt, hoặc là chúng ta một số bệnh nhân là chúng ta cảm thấy nôn hoặc là buồn nôn, hoặc thậm chí là chúng ta gây ra tình trạng là sút cân trầm trọng. Đấy. Và có một những triệu chứng khác nên chúng ta cảm thấy là ợ hơi, hoặc là đầy bụng, hoặc là đau thượng vị. Thì đau thượng vị này thì nhiều khi là chúng ta nhầm lẫn với những cái căn bệnh khác, mà chúng ta nhầm lẫn với những cái căn bệnh như là liên quan đến 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 đau ngược vị, đau tức ngực, để chúng ta nhầm lẫn cái này. Nhưng mà chúng ta có thể để ý là có thể một số nguyên nhân là chúng ta gây ra tình do chúng ta tràn ngược dạ dày thực quản. Đấy. Và triệu chứng thứ hai là xảy ra tại triệu chứng mà liên quan đến ngoài thực quản, thì chúng ta có thể cảm thấy là cảm giác mắc hoặc là có khối ở ở họng. Cái thứ hai là chúng ta đau ngực, mà khi mà chúng ta loại bỏ những nguyên nhân gây ra bệnh lý tim mạch rồi, và là chúng ta có thể là một vài những trường hợp chúng ta gây ra tình trạng là ho kéo dài, mà không phải là do bệnh lý hô hấp mà chính là do chúng ta là bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì bạn gặp rất rất là nhiều các cô anh chị chúng ta là ho, có những bệnh nhân là ho ho triền miên, ho rất là lâu rồi, uống rất là nhiều thuốc rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, thì bắt đầu đi xét nghiệm ra, đi nội soi ra, thì bắt đầu là chúng ta gặp phải những tình trạng là đang trào ngược dạ dày thực quản. Chỉ cần cải thiện vấn đề trào ngược dạ dày thực quản là chúng ta sẽ giảm được cái triệu chứng ho đó rất là nhanh. Đấy. Và thứ ba nữa là gì, là chúng ta gây ra tình trạng là có những triệu chứng là viêm thực quản, hoặc là khán giọng kéo dài, hoặc là tăng tiết nước bọt, hoặc là có thể là gây ra mòn răng. Đấy, mòn răng.
Vậy thì khi mà các ông anh chị có những cái triệu chứng báo động nào thì chúng ta cần phải đi khám, và chúng ta phải đến một cái cơ sở để chúng ta nội soi, để chúng ta biết được là chúng ta đang ở trong giai đoạn nào của đại tràng của dạ dày mà chúng ta gặp phải những cái bệnh này hay không. Thì có những triệu chứng nào chúng ta có thể để ý là khi mà chúng ta cảm thấy nuốt nghẹn hoặc nuốt khó, hoặc là mất cảm giác ăn ngon miệng, mà chúng ta giảm cân không có chủ đích, và cảm thấy đau đau ngực, hoặc là cảm giác nghẹn, hoặc là có thể xảy ra tình trạng là xuất huyết tiêu hóa, hoặc là nôn thường xuyên kéo dài, đặc biệt là những cô anh chị ở độ tuổi cao tuổi mà trên 60 tuổi đấy. Mà khi mà chúng ta có những cái vấn đề, có những triệu chứng lên trên thì chúng ta phải đi khám, và chúng ta phải đi nội soi ngay cái đường cái thực quản của mình để chúng ta phòng được cái căn bệnh này, và có những cái thay đổi được cái thói quen cũng như là có cái phác đồ điều trị cái căn bệnh tràng ngược dạ dày thực quản này. Vậy thì chúng ta có những cái phương pháp nào để chúng ta chẩn đoán được cái tràng ngược dạ dày thực quản? Thì thông thường thì tất cả các cô anh chị là hoặc là các bác sĩ chúng ta có những cái chẩn đoán lâm sàng, chúng ta hỏi những cái tình trạng bệnh nhân là có những cái triệu chứng nào, qua những câu hỏi thôi, qua những câu hỏi để chúng ta biết được cái tình trạng là cô anh chị có gặp phải những triệu chứng, gặp phải những vấn đề tràng ngược hay không, hoặc là thông thường là chúng ta có, và phổ biến nhất hiện nay là chúng ta có thể sử dụng bằng phương pháp nội soi để chúng ta phát hiện được là tình trạng là tràng ngược dạ dày quả, hoặc là chúng ta chụp X quang, hoặc là xét nghiệm cái axit dịch vị, thì chúng ta cũng chẩn đoán được cái tình trạng tràng ngược dạ dày thực quản như thế nào. Đấy. Thì ở đây thì bạn cũng có chia sẻ tất cả cô anh chị là một cái phương pháp mà chẩn đoán tràng ngược dạ dày thực quản qua cái bộ câu hỏi lâm sàng, mà tất cả chúng ta là huấn luyện viên dinh dưỡng là chúng ta có thể tham khảo được cái này, và tham khảo là khi chúng ta đi tư vấn hội viên, để chúng ta là khi mà chúng ta gặp phải những hội viên mà có những cái triệu chứng như thế này, chúng ta cảm thấy ợ nóng ợ chua và những cái triệu chứng như bà vừa mới chia sẻ đấy, thì chúng ta có những thang điểm để chúng ta biết được là tình trạng là tràng ngược dạ dày thực quản của anh chị nào gặp phải hay không. Đấy, câu hỏi này cũng rất là mà được sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là các nhân viên y tế, là khi mà chúng ta có những bệnh nhân đi qua tràng ngược dạ dày thì chúng ta có những câu hỏi ban đầu để chúng ta là xác định là các anh chị là gặp phải những vấn đề tràng ngược dạ dày hay không, để chúng ta cũng tham khảo. Vậy thì cái nguyên tắc điều trị và nguyên tắc điều trị chung của cái căn bệnh tràng ngược dạ dày thực quản như thế nào? Thì hầu hết là chúng ta là khi mà cô anh chị chúng ta gặp phải những vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa hoặc là tràng ngược dạ dày thực quản nói riêng, thì chúng ta là hầu hết là chúng ta dùng thuốc, hoặc là chúng ta có những cái can thiệp ngoại khoa. Tức là dùng thuốc thì chúng ta bây giờ chỉ thì cô anh chị biết rồi là khi cô anh chị có rất là nhiều hội viên chúng ta dùng thuốc rất là lâu ngày, nhưng mà cái tình trạng mà tràng ngược dạ dày cũng không được cải thiện, không cải thiện, mà chúng ta dùng thuốc rất là lâu, dùng thuốc rất là lâu mà không có một cái chút gì, mà tức là chúng ta dùng nhiều nhưng mà nó không cải thiện được tình trạng chúng ta, thì lúc này là chúng ta cô bác anh chị không hiểu là cái trong cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế hiện nay ấy, thì cái gốc rễ và cái ưu tiên hàng đầu là vẫn phải là thay đổi được cái thói quen lối sống bằng việc là kiểm soát cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và có một cái số lối sống lành mạnh hợp lý hơn, đó là cái ưu tiên đầu tiên. Đấy. Còn thứ hai là chúng ta có thể ngoài ra thì bắt đầu chúng ta dùng thuốc và can thiệp ngoại khoa khi có những tiến triển nặng lên thôi, nhưng mà cái phác đồ điều trị đầu tiên và cái khuyến cáo đầu tiên của Bộ Y tế là gì, là chúng ta phải ưu tiên là thay đổi được cái thói quen lối sống, thay đổi được thói quen lối sống, và đặc biệt là đó là cái vai trò của tất cả những huấn luyện viên dinh dưỡng chúng ta, vai trò của huấn luyện viên dinh dưỡng là chúng ta giúp cho cái hội viên chúng ta biết cách làm thế nào để tránh được tình trạng tràng ngược dạ dày, và chúng ta hiểu được cách ăn uống như thế nào là điều quan trọng. Vậy thì chúng ta nên thay đổi cái thói quen lối sống như thế nào? Đấy, chúng ta thay đổi thói quen lối sống như nào? Đầu tiên thì như bà đã chia sẻ là chúng ta phải giảm cân, giảm mỡ nội tạng đi, đó là cái rất là quan trọng, rất là quan trọng. Những cô anh chị nào mà chúng ta đang thừa cân là chúng ta phải giảm cân nặng đi, giảm cân nặng đi thì sẽ làm giảm áp lực cái dạ dày chúng ta, sẽ giảm cái triệu chứng và giảm được cái tình trạng là tràng ngược dạ dày thực quản. Cái thứ hai là gì, là chúng ta phải tránh ăn quá muộn, hoặc là chúng ta không nằm sau khi ăn, hãy tránh ăn quá muộn. Tức là khi mà chúng ta ăn muộn như vậy, khi chúng ta ăn muộn là nó sẽ làm tăng cái co bóp ở dạ dày chúng ta, hoặc là khi chúng ta nằm nằm mà khi chúng ta ăn ăn xong mà chúng ta nằm lại thì cũng sẽ dễ gây ra tình trạng tràng ngược dạ dày hơn rất là nhiều. Đấy. Và cái thứ ba là gì, chúng ta phải phải chia nhỏ bữa ăn ra để chúng ta ăn không không ăn quá no, là chia nhỏ bữa ăn ra đều đặn trong ngày, chia nhỏ đều đặn ra. Đấy. Và thứ tư là gì, chúng ta phải ăn chậm nhai kỹ, phải ăn chậm nhai kỹ để giúp cho để khi mà chúng ta nhai kỹ như vậy thì bắt đầu là chúng ta sẽ không gây ra tình trạng là chúng ta dồn dồn thức ăn vào trong miệng một lúc, hoặc là chúng ta cố gắng nuốt, mà chúng ta ăn ăn nhiều vậy chúng ta
mà chúng ta lại ăn nhanh như vậy nuốt thì cũng gây ra tình trạng tổn thương niêm mạc, mà chúng ta ăn thức ăn nhiều đấy cũng gây ra tình trạng là tổn thương niêm mạc đấy. Và tiếp theo là gì, chúng ta có thể là nói quen là chúng ta là tránh mặc quần áo quá chặt đấy. Chúng ta khi mà chúng ta mặc quần áo quá chặt thì có thể là sẽ làm cho tăng thêm cái áp lực, tăng cái áp lực mà khiến cho cái axit dịch vị nó sẽ gây ra trào ngược ra ngoài dễ hơn đấy. Thì khi mà chúng ta mặc quần áo mà rộng rãi hơn nữa thì chúng ta sẽ cải thiện và chúng ta hạn chế được những triệu chứng liên quan đến trào ngược dạ dày. Và chúng ta tập cho mình cái thói quen vận động hợp lý, hoặc là chúng ta ngủ đủ giấc, hạn chế stress, hoặc chúng ta là bỏ rượu bia thuốc lá. Và đặc biệt là có một cái phương pháp nữa là cực kỳ hiệu quả, đó là gì, chúng ta phải nâng cao cái đầu giường lên 15 đến 30 cm. Tức là không phải là chúng ta nằm chúng ta kê trên gối, chúng ta nằm trên gối cao mà gối cao lên nhé. Thì khi mà chúng ta nằm gối cao như vậy là cũng ảnh hưởng, mà lúc này chúng ta là kê kê đầu giường lên 15 đến 30 cm. Thì khi mà chúng ta chỉ cần kê như vậy thôi là chúng ta sẽ có rất là sẽ làm giảm cái triệu chứng của việc trào ngược dạ dày rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Và những cái thực phẩm nào thì quá trình chúng ta hình dung là làm thế nào để chúng ta có những cái thực phẩm mà chúng ta biết cách là phòng tránh những cái thực phẩm nào không tốt cho những bệnh nhân liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản. Thì đầu tiên là có thể nói là cái thực phẩm mà chứa nhiều axit như là chanh hoặc là dưa muối đấy, là khi mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm này mà thì nó sẽ làm tăng cái tiết dịch vị, tăng tiết dịch vị. Thứ hai là khi nó làm tăng tiết dịch vị, hoặc là thứ hai là gây ra tình trạng là tổn thương cái niêm mạc dạ dày nhiều hơn, mà thậm chí là chúng ta khi chúng ta bổ sung những thực phẩm này, khi chúng ta ăn những cái này thì cái tình trạng mà trào ngược dạ dày nó tiến triển nặng hơn, mà chúng ta dễ dễ có những triệu chứng nhiều hơn so với bình thường. Đấy, hai là chúng ta là khi mà chúng ta ăn quá nhiều chất béo, khi mà chúng ta ăn quá nhiều chất béo xấu, như đơn giản là tất cả các anh chúng ta có những thói quen ăn những chất béo xấu hàng ngày, như ăn những đồ như là những đồ chiên đi chiên lại, đi xào lại, hoặc là chúng ta ăn nhiều những đồ dầu mỡ, ăn nhiều gia vị nội tạng, ăn nhiều thực phẩm có nhiều chất béo xấu cũng gây ra tình trạng là trào ngược dạ dày dễ hơn. Đấy. Bởi vì khi chúng ta ăn nhiều thực phẩm mà có nhiều chất béo xấu thì sẽ làm cho cái dạ dày chúng ta khó tiêu, đồng thời sẽ làm tăng áp lực lên cái dạ dày. Đấy. Và đồng thời cũng gây ra tình trạng là thừa cân béo phì của chúng ta, không nào. Đấy. Và những nguyên nhân và những thực phẩm tiếp theo là gì, khi mà chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta uống rất là nhiều các chất rượu bia kích thích đấy. Những cái đồ uống có ga hoặc là những đồ uống chứa chứa cồn đấy, thì cũng không chỉ làm việc là giảm tiết dịch nhầy để chúng ta bảo vệ cái được cái niêm mạc dạ dày chúng ta, mà còn làm tăng cái tiết dịch vị dạ dày lên đấy. Và thứ tư là gì, những cái nhóm từ đồ ăn như những đồ ăn nhanh, những đồ ăn gia vị cay nóng như là ớt tiêu hoặc là mù tạt đấy, mà khi chúng ta ăn ăn những cái thực phẩm như vậy, mà đặc biệt là Việt Nam chúng ta là những người dân là chúng ta rất là dễ là có những thói quen ăn rất là nhiều những đồ gia vị, những đồ cay nóng, hoặc là chúng ta ăn nhiều khi là chúng ta có thói quen là chúng ta phải bỏ thêm ớt hoặc là bỏ thêm những đồ rất là cay nóng vào, mà khi mà chúng ta mà gặp phải những vấn đề căn bệnh trào ngược này mà chúng ta ăn như vậy vào thì sẽ làm cho tăng những triệu chứng của bệnh này lên rất là nhiều. Và chúng ta phải hạn chế được là chúng ta sử dụng những cái tự đồ ăn thức uống mà uống lạnh đấy. Khi mà chúng ta sử dụng những cái đồ ăn thức uống lạnh như là các thực phẩm như là ngao hoặc là cua đấy, thì mà có cái tính lạnh, hoặc là những đồ hải sản này. Khi mà chúng ta ăn những đồ ăn như vậy thì cũng làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ làm có những cái triệu chứng như là đầy bụng, hoặc là khó tiêu, hoặc là rối loạn tiêu hóa. Đấy, chính vì vậy thì chúng ta là có khi mà chúng ta bổ sung những thực phẩm như vậy thì sẽ có là nguy cơ làm tiến triển cái tình bệnh này, tình trạng bệnh này nặng hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta có những cái thực phẩm nào tốt cho những người bị trào ngược dạ dày thực quản? Vậy chúng ta nên bổ sung những thực phẩm nào để chúng ta hạn chế được và chúng ta không có những tiến triển mà cũng giảm được cái triệu chứng của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản? Thì đầu tiên là cô anh chị hình dung là những cái nhóm thực phẩm này, cô anh chị nhé, chúng ta hình dung là những cái nhóm thực phẩm này là chúng ta nên ưu tiên sử dụng dành cho những người trào ngược dạ dày thực quản. Thì đầu tiên là chúng ta ưu tiên là rau củ quả tươi, rau củ quả tươi. Thì những cô anh chị nào mà chúng ta gặp phải tình trạng trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta nên ưu tiên ăn rau xanh và rau rau có lá đấy. Bởi vì rau xanh, rau có lá hoặc là những cái đồ rau củ quả tươi ấy, thì có rất là nhiều vitamin và khoáng chất xơ rất tốt cho dạ dày, đồng thời sẽ làm giảm giảm được cái axit, làm giảm được cái axit dịch vị rất là tốt đấy. Và chúng ta có thể lựa chọn và cho ưu tiên sử dụng các loại rau củ quả như là súp lơ, rau bồ ngót hoặc là rau má. Đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta ăn hoa quả đấy, thì chúng ta là có thể là chúng ta
sử dụng các loại dưa hấu hoặc là bơ hoặc là bí đỏ, dưa hấu hoặc là bơ đấy, thì cái loại hoa quả này thì nó sẽ có cái tác dụng là chúng ta là trung trung hòa cái dịch vị tốt hơn đấy, nó mới trường kiềm rất là tốt. Thì khi hầu hết là khi mà cô anh chị tôi ăn những cái hoa quả này sẽ làm giảm được một phần nó tình trạng là tràn ngược dạ dày thực quản của cô anh chị đấy. Cái nhóm thứ hai là gì? Cái nhóm thứ hai là chúng ta nên sử dụng các loại đạm đạm trắng của anh chị nhé. Chúng ta không nên sử dụng các loại đạm đỏ. Đấy, đạm đỏ là những cái đạm mà từ thực phẩm, từ những con bốn chân đấy, những con bốn chân của anh chị đã được học rồi, như từ những con bốn chân như là trâu, bò, chó, mèo, lợn, dây cừu, đúng không, là những thực phẩm từ những con bốn chân thì hàm lượng chất béo xấu rất là nhiều, và thứ hai là nó sẽ làm tăng cái môi trường axit của anh chị lên. Nên là lúc này chúng ta chỉ sử dụng những cái thực phẩm mà có tính chất kiềm, là thực phẩm từ những cái đạm trắng, là đạm từ những con hai chân và những con không chân. Đấy, thì lúc này là khi chúng ta bổ sung những cái đạm này thì nó sẽ giúp cho cái dạ dày chúng ta sẽ co bóp, nó sẽ tiêu hóa tốt hơn, thứ hai là chúng ta dễ tiêu hơn rất là nhiều, đặc biệt nó sẽ làm tăng cái môi trường kiềm, là giúp là sẽ trung hòa cái axit dịch vị và hạn chế được những cái triệu chứng của cái căn bệnh tràn ngược dạ dày. Đấy. Và thứ ba là gì? Chúng ta nên ưu tiên bổ sung tinh bột. Bổ sung tinh bột thì khẩu phần tinh bột hàng ngày thì cũng anh chúng ta đều có trong khẩu phần ăn rồi, thì chúng ta lúc này là chúng ta nên ưu tiên được những cái thực phẩm nào mà làm giảm lượng axit tiết ra, làm giảm được lượng axit dịch vị trong dạ dày tiết ra, đặc biệt là chúng ta sử dụng lại bột mì, bột yến mạch, là cũng như thực phẩm là giúp làm giảm cái tiết dịch vị dạ dày đi rất là tốt. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta là cũng phải lưu ý là chúng ta có thói quen uống nước rồi, tất cả cô anh chị ta là qua phòng Zoom này chúng ta có được cái thói quen là chúng ta uống nhiều nước rồi, là chúng ta phải biết cách uống nước, là khi chúng ta uống nước nhiều lên, khi mà cô anh chị hình dung là chúng ta thay đổi được thói quen nước thì chúng ta cũng góp phần làm cho trung hòa được cái lượng axit dịch vị trong dạ dày chúng ta tốt hơn, và đồng thời là giúp cho hệ tiêu hóa chúng ta được co bóp, được nhào trộn thức ăn dễ dàng hơn rất là nhiều, thì cũng làm cho giảm những triệu chứng của căn bệnh tràn ngược dạ dày thực quản. Thì đó là những cái nhóm thực phẩm mà tốt cho tất cả cô anh chị mà khi chúng ta bổ sung hàng ngày để chúng ta sẽ làm giảm được những triệu chứng và chúng ta không gây ra những cái vấn đề liên quan đến tràn ngược dạ dày thực quản nói riêng, và đặc biệt là những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa nói chung. Hầu hết là khi mà chúng ta chỉ cần thay đổi được thói quen thôi, chúng ta thay đổi được thói quen mỗi ngày là chắc chắn là chúng ta có một cái đường hệ tiêu hóa tốt hơn, chắc chắn là chúng ta sẽ không gặp phải những cái vấn đề liên quan đến tràn ngược dạ dày nữa. Đấy. Và trong cái giải pháp chúng ta khi chúng ta vào môi trường này, khi chúng ta được học những kiến thức dinh dưỡng, chúng ta được qua những phòng Zoom, chúng ta mỗi ngày tất cả cô anh chị chúng ta cùng ngồi với nhau, chúng ta có thêm những kiến thức và cho chúng ta được hiểu thêm những kiến thức về chế độ dinh dưỡng, thì chúng ta thay đổi được thói quen mỗi ngày, và đặc biệt là chúng ta có một giải pháp rất là tuyệt vời, giải pháp rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời dành cho những bệnh nhân liên quan đến tràn ngược dạ dày thực quản, tràn ngược dạ dày thực quản. Đó là cái giải pháp mang tên Herbalife, đúng là mà thật sự là bàng, mà khi mà bàng chia sẻ rất là nhiều cô bác anh chị mà khi sử dụng cái bữa ăn chúng ta, khi sử dụng được cái lô hội hoặc là sử dụng những cái sản phẩm mà từ mà sản phẩm của chúng ta ấy, thì cô anh chị có những cái tiến triển rất là tốt, rất là tốt cho những căn bệnh liên quan tràn ngược dạ dày. Mà đầu tiên là chúng ta có thể kể đến là cái bữa ăn lành mạnh, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà khi mà bàng nhắc đến là chúng ta là do chúng ta thừa cân béo phì, do chúng ta có vấn đề liên quan đến rối loạn về đường tiêu hóa, thì cái bữa ăn này là bữa ăn rất là tuyệt vời, bữa ăn rất tuyệt vời, đó là cái bữa ăn mà là một cái thương hiệu hàng đầu là kiểm soát cân nặng. Đấy, thì khi mà chúng ta bổ sung cái bữa ăn này đấy, thì là một bữa ăn rất là toàn diện, mà khi các anh chị là có những vấn đề liên quan đến cân nặng thì chúng ta sử dụng bữa ăn này và kết hợp được cái chế độ ăn uống, kết hợp chế độ ăn uống hàng ngày chúng ta và có một thực đơn cụ thể do huấn luyện viên dinh dưỡng chia sẻ thì chúng ta sẽ kiểm soát được cân nặng rất là tốt. Đấy, thì bữa ăn này là một bữa ăn toàn diện và rất là đầy đủ cân bằng về dinh dưỡng. Thứ hai là điều tuyệt vời nhất là của bữa ăn này là chúng ta có lượng calo thấp, không gây ra tình trạng thừa cân béo phì, và thứ hai là lượng đường huyết rất là thấp. Đấy. Và dầu vitamin, dầu chất đạm, dầu chất xơ, và đặc biệt là hầu hết là nguyên liệu là 100% là từ thảo dược, môi trường kiềm hóa rất là tốt, giúp trung hòa được cái lượng axit dạ dày, trung hòa được axit dịch vị, và đặc biệt là dầu chất chống oxy hóa. Đấy. Mà khi chúng ta bổ sung thêm những cái thực phẩm này, khi chúng ta kèm theo chế độ ăn hàng ngày vào thì cực kỳ tốt. Và thứ hai là sản phẩm gì chúng ta có thể bổ sung thêm, là sản phẩm là chúng ta sử dụng thêm là cái lô hội thảo mộc cô đặc. Đấy, thì cái lô hội này là
là trong đông y thì gọi là coi như một cái van lỏng trong đông y. Đấy thì khi mà chúng ta sử dụng cái lô hội này nhé, thì sẽ làm cho dịu cái hệ tiêu hóa của anh chị đấy, và giúp cho duy trì cái hoạt động làm sạch tự nhiên cơ thể, và đồng thời làm cho tăng quá trình đào thải độc tố, trung hòa cái axit dịch vị. Và thứ hai là gì, giúp cho cô anh chị là cân bằng lợi khuẩn đường tiêu hóa đấy. Và thứ hai là thứ ba là gì, điều chỉnh nhu động ruột. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta sử dụng cái lô hội này ấy, thì sẽ làm giảm được cái triệu chứng khó khó chịu như đau bụng, đầy hơi ợ chua ở những cái bệnh nhân liên quan đến tràng dạ dày, và đặc biệt là giảm cho tình trạng là giảm tình trạng chảy máu thực quản, hoặc là làm lành những cái vết loét ở liên quan đến 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 niêm mạc thực quản. Thì thực sự là khi mà bà chia sẻ tất cả các cô anh chị mà khi chúng ta sử dụng cái lô hội này, chỉ cần chúng ta dùng thường xuyên thôi, chúng ta dùng thường xuyên và chúng ta áp dụng cái bữa ăn này chúng ta sử dụng cái lô hội này trong vòng một thời gian, thì rất là nhiều các cô anh chị chúng ta là nó giảm được cái triệu chứng liên quan đến tràng ngược dạ dày rất dễ. Và cách dùng là chúng ta có thể pha 2 đến 3 nắp lô hội, và chúng ta uống vào ngay sau khi buổi sáng, hoặc là chúng ta uống sau sau cái bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Đấy, bữa ăn trưa và bữa ăn tối thì cũng sẽ làm cho giảm triệu chứng dạ dày chúng ta rất là dễ. Và một cái sản phẩm nữa là chúng ta có thể bổ sung cho những ai mà gặp vấn đề tràng ngược dạ dày thực quản, thì đó là sản phẩm rất là tuyệt vời, là sản phẩm là cái men lợi khuẩn. Là khi mà chúng ta sử dụng cái men lợi khuẩn này thì giúp cho cô anh chị nó cải thiện cái vấn đề mà sức khỏe đường ruột, thứ hai là hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa của những người tràng ngược dạ dày. Bởi vì là khi mà chúng ta bổ sung cái men lợi khuẩn này sẽ giúp cho cái cân bằng vi sinh đường ruột, gia tăng những vi khuẩn có lợi và làm giảm những cái vi khuẩn có lợi có hại, và đồng thời sẽ làm cho tăng miễn dịch đường ruột. Nên mà những cái bệnh nhân là liên quan đến tràng ngược dạ dày ấy, thì khi mà chúng ta bổ sung cái men này thì sẽ làm cho cái dạ dày chúng ta, làm cho hệ tiêu hóa chúng ta sẽ tiêu hóa rất là tốt, và đặc biệt là chúng ta bổ sung thêm cái lợi khuẩn này vào sẽ làm cho giảm những triệu chứng liên quan đến tràng ngược dạ dày thực quản. Và ngoài ra thì cô anh chị ta có thể bổ sung thêm chất xơ thì sẽ làm cho giảm được cái tình trạng là dư thừa, là cân nặng. Ngoài ngoài ra là chúng ta có thể làm cho hệ tiêu hóa chúng ta chuyển biến tốt hơn, và sẽ làm hỗ trợ hỗ trợ tăng sinh những vi khuẩn có lợi, hoặc là làm cho hệ miễn dịch, làm cho cái đường tiêu hóa chúng ta hoạt động tốt hơn. Dạ vâng, thì ngoài ra thì đó là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể bổ sung cho những cái cô anh chị đang gặp phải vấn đề liên quan đến tràng ngược dạ dày thực quản. Dạ vâng, hy vọng là cái bài chia sẻ của bà ngày hôm nay thì giúp cho tất cả cô anh chị chúng ta có một cái chế độ ăn, chúng ta hiểu thêm hơn nữa về cái bệnh lý tràng ngược dạ dày thực quản, và chúng ta có một giải pháp rất là tuyệt vời để giúp cho tất cả cô anh chị chúng ta tránh phải gặp phải những trường hợp là liên quan tràng ngược dạ dày thực quản, và chúng ta có một cái thói quen lối sống để giúp cho chúng ta là cải thiện vấn đề tình trạng này tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả cô anh chị chúng ta đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của bà trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả cô anh chị.